Julien, hôm nay mẹ của cậu tới phải không? Bộ cậu không định ra sân bay đón bà ấy hả? Giờ vẫn còn sớm lắm mà. Cậu phải trừ hao kẹt xe nữa chứ. Cảm ơn madam. Còn về mẹ cháu, chắc bà ấy sẽ ở khách sạn. Sao để bà ấy ở khách sạn một mình được? Nhất định phải đưa về nhà đó, nhớ chưa? Cảm ơn bác. Mẹ ơi, đây là bác chủ nhà. Dạ chào bác. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Đưa bà ấy vào nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta cùng ăn tối nha. Mẹ ơi, đi lối này. C'était vraiment délicieux, je me suis régalée. Mẹ của cháu nói tài nấu ăn của bác tuyệt vời, đúng là số 1. Thank you. Trương Ưm à, lấy trà đi. Dạ. Có ai biết ở đâu diễn tiết mục truyền thống không? Mẹ tôi rất thích coi những cái đó. Không có đâu. Em biết dây đàn gây da chút chút nè. Để tối nay em đàn cho mẹ anh Julien nghe nha. Mẹ, Trương Ưm biết đánh đàn gây da. Avec plaisir. Mặt hai bốc nữa chứ, đàn được không mà bày đặt. Có chừng mang nhục rồi nha. Nè, bắt đầu nha. Coi vậy mà đàn hay hát giỏi dữ vậy ta. Hay quá. Ủa, mẹ anh đi đâu vậy? Chắc bà ấy đi lấy món gì để tặng để cảm ơn tiết mục này. Dạ. Trân Âm, nhận đi. Dạ cho cảm ơn bác. Là Hằng Hiểu đó nha. Hằng Hiểu hả? Bộ bác tặng cho cháu thiệt hả bác? Merci beaucoup. Cái đó bao nhiêu vậy? Các shop ở ngoài bán giá cũng phải hơn cả triệu lận đó. Không lý nào bác ấy lại tặng quà đắt tiền. Mình biểu diễn đi. Mình diễn đại cái gì liên quan đến truyền thống là được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là những người chơi nhạc, không lẽ mình lại chịu thua Trương Âm hay sao chứ? Diễn gì đây ta? Hay là diễn cái đó? Năm xu. Cái gì vậy nè? Dạ, anh Quang Xu và Ina mới mượn về. Mời theo lối này ạ. À. Dạ, xin mời. Chống răng cưa mà đánh gì kì. Anh xã trơn à? Ôi trời, hai đứa này biểu diễn cái gì mà chướng mắt quá. Quang Xu ơi, ghê quá đi. Mẹ cậu nói gì vậy? Chóng mặt quá nên phải vô nghỉ. Còn con nào khác không? Mất mặt quá đi, bác thấy xấu hổ dùm cho hai đứa luôn á. Màn biểu diễn của chúng tôi. Tụi nó làm gì mà ồn ào quá trời vậy? Họ lại muốn biểu diễn cho mẹ anh Julien xem. Tụi nó bị điên rồi hả? Hình như họ bị chiếc giỏ sách của mẹ anh Julien cho chó ăn. Có tham thì cũng vừa vừa thôi chứ. Mệt quá. Không lẽ hai đứa tính biểu diễn mấy cái trò nhảm nhí nữa hay sao? Cô nói nhảm nhí là sao chứ? Làm ơn được diễn nữa mà. Sao vậy? Phải để tụi cháu làm tới cùng chứ. Thôi xin đừng làm mất mặt đất nước này nữa. Mẹ Julien coi rồi nghĩ cái gì đây? Cái này có âm điệu giống với âm nhạc tụi cháu đang chơi. Muốn thứ gì thì để dành tiền mà mua, đừng có tham nữa. Alo. Ờ, em sẽ ra liền. Anh tới đây rồi, ra với anh nha. Ok. What is this? Do you want to see me play this? Can you do this? Yes, I can. Anh thì mới đó mà cô đã dạy tới tháng thứ ba rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Sinh viên trường Seoul mà. Thằng Chu hết tiến bộ được như vậy là nhờ công của cô hết. Sao chưa chịu dài nữa? Ăn nói với cô kiểu đó hả? Không sao chị. Về rồi hả? Ăn cơm chưa? Ờ, em ăn rồi. Ôi má ơi. Nè, cô làm gì vậy? Vô đi. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giữ bí mật chuyện của tôi. À. Vậy chào anh tôi về. Hay là tôi đãi anh bữa cơm được không? Làm như vậy tôi mới cảm thấy không áy náy. Chào anh tôi về. Chưa mai có thể là tôi rảnh. Nhưng ngày mai tôi lỡ có hẹn rồi. Không biết. Vậy thì tôi sẽ chọn ngày mốt. Đối diện cửa sau bệnh viện. Nếu được thì gặp nhau lúc 1 giờ. Dạ. Ui, đúng là cái đồ bất lịch sự. Còn bị đặt dở giọng phách lối nữa. Chết nè. Chị đã bừa bãi như vậy thì em phải dọn lại từ đầu đó. Chị xin lỗi. Em không đi thiệt hả? Em
không đi được. Em có hẹn ăn tối với Ji-hoon rồi. Hai lúc về nhớ một bánh hạnh nhân cho em nha. Không thì chết. Cháu đi đây madam. Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Tụi cháu đi nha bác. Chào cô, tụi cháu đi nha. Tạm biệt. Xin lỗi bồ nha. Đúng rồi, phải gặp nhau trước khi bồ đi chứ. Chị ơi, chị bị sao vậy? Tôi mất tẻ. Quý khách đặt chỗ chưa ạ? Chắc chưa đâu. Xin mời theo lối này. Lát nữa bạn tôi đến sẽ gọi món luôn. Dạ, tôi hiểu rồi. Chị đáng chịu đi, xin rồi sẽ không đau nữa. Trễ giờ quá rồi. Alo. Đây là điện thoại của Lee Ji-hoon. Bác sĩ Min hả? Phải, bác sĩ Lee quên đem theo điện thoại. Đúng là bó tay ở dưỡng hai luôn. Thưa quý khách. Hả? Quý khách có muốn gọi món gì không? Tôi xin lỗi, chắc là để làm sao nha. Xin hỏi quý khách đặt chỗ chưa? Dạ chưa. Lúc nãy anh chờ có lâu đưa lắm cho bác không? Sĩ Kim. Không sao đâu. Hay bây giờ chúng ta đi đi, tôi hứa sẽ đãi anh mà. Hay là đó, đó là không sao. Bác sĩ Ly tới phòng phẫu thuật nhanh lên. Vậy là cuối cùng bà đã cho ông dưỡng đó. Không phải, tên bác sĩ là kêu một tiếng hả? Chứ còn gì nữa. Để người ta chờ tới một tiếng rưỡi lận mà. Nếu là mình sẽ rất giận. Chắc là không đâu, tại vì lúc đó anh ta bận vào phòng phẫu thuật nên tắt điện thoại thôi. Năn nỉ đi, nếu không hắn ta nói cho cả nhà biết thì bồ chết đó. Anh ta không phải là người như vậy. Bồ hiểu biết bao nhiêu về con người đó. Cũng đúng á. Dù sao thì bồ cũng nên liệu thân đi. Đi cho vui vẻ ha. Hình như anh giận tôi lắm. Nếu muốn thì trưa mai tôi sẽ mời anh để bù lại. Mấy quảng cáo nhảm nhí. Xin chào cả nhà. Đánh ra cái con kia. Cái con nhỏ này, đứng lại coi. Cô ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì vô ăn bún chung với cả nhà tôi luôn ha. Dạ, chắc không khách sáo nữa. Biết ngay mà, đời nào cô lại đi từ chối chứ. Người ta là cô giáo dạy mình, sao vô lễ vậy? Harry với con đâu có giống nhau. Con mới về. Về rồi hả? Anh mới về. Chào cô. Em chưa sáng đúng không? Thôi, tối qua thức trắng nên em không ăn bún đâu. Hôm qua còn không về hả? Vô tâm như người xưa anh. Uống miếng nước đi. Dạ cảm ơn anh. Rõ ràng là đang uy hiếp mình mà. Cái thằng cha này. Cô chú đây. Cảm ơn. Ở Sơn có một quán bán món này ngon lắm. Hâm dọa nữa nè. Cố tình nhắc đi nhắc lại chữ Sơn. Ăn cho bỏ ghét. Con có chuyện này muốn nói với cả nhà. Chuyện gì vậy cậu? Chỉ vì một bữa ăn mà hắn lại phản mình. Đồ ăn ở không có đất. Đang yên lành tự nhiên bị xỉu. Mắt nghẹn nên bị xỉu. Mắt nghẹn? Cậu không bị gì đâu. Mọi người đừng có quá lo. Có con ở đây mà. Cái gì vậy? Sao cô khóc? Anh muốn nói gì với cả nhà thì cứ nói đi. Tôi chính là sinh viên trường Sao In đây nè. Cô chừng ở ngoài nghe đó. Còn giải nhân giải nghĩa nữa. Hù người ta dạy anh vui lắm hay sao? Tôi nghĩ sao nói vậy? Nên chọc cô chơi. Chọc tôi chơi sao? Tôi nghe từ miệng anh phát ra những cái từ nhạy cảm như vậy thì mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra hết. Tôi thật sự không biết cô căng có như vậy. Vậy lúc nãy chuyện anh định nói với cả nhà là chuyện gì, nói thử coi. Sắp đến ngày cả nhà phải đi khám sức khỏe nên tôi phải báo cho họ biết. Có thiệt anh định nói chuyện đó chứ? Chẳng phải anh đang rất giận vì bị tôi cho leo cây sao? Giận gì chứ? Nếu không giận sao không bắt máy của tôi? Vì tôi đang bận phẫu thuật. Tôi xin lỗi. Giờ xin lỗi chi nữa? Anh đừng tưởng tôi khóc lắm là vì tôi sợ anh nha. Sau này khi ở trước mặt cô, tôi sẽ không nói những từ nhạy cảm nữa. Anh hứa đi. Tôi đã nói là làm mà. Địa chỉ đó hả? Chờ chút nha. Số 7 phường Sơn, quận Sơn. Lại nha. Số 7 phường ạ. Chào anh. Chào cô. Anh mua nhiều sách quá vậy. Nhà sách này mới có bán những tác phẩm của nhà văn. Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Ngã tư Hòa đi khoảng 100 m gặp tiệm bánh Hòa, quẹo phải, vừa quẹo cua. Bánh nhà, 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 bánh nhà,
Come on.